Dạ vâng, Hải xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì Hải lại có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 9/1/2024. Dạ vâng, thì hôm nay thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo đêm cùng Hải tại những con đường trung tâm Sài Gòn nhá. À, thì bây giờ mình sẽ đi dạo dọc con đường Tôn Thất Hiệp này mọi người này. Đi dạo đây một xíu quay mọi người xem về cuộc sống Sài Gòn về đêm. Đấy, hôm nay thì có vẻ không khí khá là mát. Thực sự là về đêm này mát lắm. Đấy, nhưng mà về sáng thì nó tương đối là nóng mọi người. Sáng nóng kinh khủng luôn. Đấy, có những lúc rơi trên hơn 40 độ luôn mọi người.
mấy ngày hôm nay mọi người ra đường chú ý nhá, nắng lắm. Thì khu vực dưới miền Tây thì có một số khu vực đang thiếu nước khá là trầm trọng. Thì mình sẽ đi dạo đường này và sau đấy xem có cái tin tức gì hay hay không Thái cập nhật cho mọi người nhá. Dạ vâng, thì cái vụ việc hai bé mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi người thì đã tìm ra được nghi phạm rồi mọi người. Đây thì ngày hôm qua thì đã tìm ra nghi phạm và được chia sẻ trên một số trang báo khá là lớn. Đấy, và được đón hai bé mới về rồi. Thì đấy là thông tin rất là đáng mừng luôn. Mấy hôm vừa rồi thì mọi người đi kiếm cũng rất là vất vả luôn. Thì hôm qua lực lượng công an, lực lượng chức năng đã tìm ra và đưa cháu về rồi, cũng như là đang tạm giữ. Thì mọi người chú ý nhá, nhớ mà cho con ra đi phố bộ Nguyễn Huệ thì nhớ là phải cẩn thận nha mọi người. Đây thì vụ việc hôm bữa vừa rồi thì có chia sẻ trên một số trang báo. Hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ cho mọi người trên báo pháp luật cho mọi người cùng nắm mắt luôn. Thì khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, hung thủ Vi đã lợi dụng lúc hai bé không có người trông, đã dụ dỗ hai cháu bằng tiền, bằng kẹo đi theo mình về tuyến đường quận 1 sang quận 8, sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai cháu về chung cư của mình. Và sau đấy tiếp tục dụ dỗ bé và ép hai bé ở lại căn nhà mình. Đấy mọi người, thực sự rất là nhanh. Thì lực lượng công an tìm thấy và lát nữa Hải sẽ cho cái clip này ở trên đầu để gửi tới quý cô chú, chị các bạn mình cùng xem luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo. Hôm nay thì giá vàng đúng không? Giá vàng gọi là hôm nay là cao sốt xịt xịt luôn. Là con đường này lâu lắm rồi mới đi, mọi người thấy hôm nay khá là đẹp này, đồng tập khu vực này. Giờ mình đi dạo đường này, sau đấy mình xuống khu vực Vitexco nhé. Ở con đường này thì cũng có một số cái tiệm cà phê này, rồi tiệm ăn uống ở tại. Hiện tại thì mình đang có mặt tại con đường Hồ Tùng Mậu mọi người. Bên này thì có cái tiệm massage này. Đấy, có tính thôi từ giá 280.000 tới 500.000 mọi người một giờ nhé. Rất là nhiều xe đó mọi người. Chắc là Hải sẽ đi qua khu bên kia quay cho mọi người xem xíu. Bên này có bún bò thấu này. Đấy, bún bò thấu cũng khá là ngon. Đây mọi người cũng nên ghé qua ăn thử nhá. Rồi bán cho bò né nữa. Bò né ngon này, 45.000. Đây toàn như thực sự toàn những món ngon thôi. Mà giá thì tại trung tâm quận 1 như vậy thì cũng được mọi người. Đấy, bên này. Đấy, bún bò thấu đá này. Cũng khá là đông khách đây. Đấy, dọc khu vực này thì có một số khách sạn lớn như khách sạn Âu Lạc này, rồi dọc khu vực này ăn uống bánh canh này. Quán này nhìn nó cũng sang trọng, ra và hoàn toàn được khách nước ngoài thôi.
Vâng, tối thì mọi người đi dạo dạo đêm á, tại những con đường trung tâm Sài Gòn. Đấy, nhiều người thì mọi người không lên hoặc là không về được thì mọi người có thể xem qua màn hình nhỏ trên kênh của Hải nhé. Hải sẽ cung cấp cho mọi người những cái thông tin cũng như là những cái hình ảnh mới về Sài Gòn từng ngày từng đêm. Nhưng mà ngày thì Hải hơi bận một xíu, thì chắc là với thời gian tới thì mình ngày thì mình mới có thời gian rảnh rỗi để quay cho mọi người, cập nhật cho mọi người về ngày. Còn thường thường là Hải sẽ quay đêm nhiều hơn. Chắc là lát Hải sẽ đi qua khu vực này, sau đấy mình sẽ về với đường Hải Triều nhé. Này, mình sẽ đi với tới tiệm bánh Như Lan, quay cho mọi người sơ sơ một xíu. Tiệm bánh Như Lan này cũng đa dạng mà bán nhiều lắm, bánh mì này, cơm tấm này, bún chả, bún này cũng có luôn, phở có nha, rồi nước các loại nước ép này, nước ép trái cây này, rồi giò chả đa dạng thực sự là mọi người có thể ăn vào bên trong trực tiếp luôn, tại bên trong này cũng khá là ngon đấy. Keo quay cũng có luôn, bánh trung thu giờ này cũng có luôn nhé. Giờ này thì Hải sẽ đi á, khoảng con đường Hải Triều, con đường Hải Triều này thì nó là một cái thiên đường ăn uống về đêm luôn. Cái là thời tiết về đêm khá là mát mẻ dễ chịu. Ồ, nhiệt độ bây giờ là rơi vào khoảng gần 30 độ nhưng mà nó cũng mát lắm. Thì cái cô thì bây giờ thì nó cũng tối rồi người. Đấy, bên dưới này nó hơi tối một xíu, nó cũng không được cả lộng lẫy giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thực sự nó là một cái thiên đường luôn, đây khá là đẹp, cách đây khoảng 5-10 năm trước. Nên bây giờ thì là mắc 81 thì nó đã xóa hôi nhiều so với bây giờ. Dọc khu vực này thì mọi người thấy rất là nhiều xe taxi đậu đây này để đưa đón khách. Ngày chắc là hôm nào cuối tuần thì Hải sẽ dẫn mọi người đi lên trên này tham quan một xíu, dạo một vòng tại khu vực Viteco. Đây thì cũng có một số cái thương hiệu của người ta vẫn đang còn pizza buôn bán bên dưới này. Đi ngoài đường cái này mà nó lâu thế, cảnh nhìn nó mát ghê luôn á, mở cửa ra chỗ tăng nữa. Dọc bên đường mọi người thấy này, phở Hải Triều này, hội tụ hương vị Bắc này, rồi phở này, miến này, xôi này, cháo này. Gà này, lươn này, cua này. Đấy, sang bên này là phở. Chị vẫn ở đây thôi. Đây, bên kia này, hương vị Bắc mọi người này, phở Hà này. Đấy. Đầy đủ luôn, mọi người có thể đặt bàn trước nhé. Đây là khu vực này, mình thấy ăn uống này. Đấy, xe ra vào liên tục, xe hơi đậu, xe lớn, xe nhỏ luôn. Đây là một cái địa chỉ ăn uống khá là sang trọng. Đây, mọi người cũng có thể nên ghé qua đây nhé, ăn uống. Bên cạnh đây cũng có tiệm thuốc luôn, cũng có này. Đấy, phở Hà, trong tập khu vực này, ăn nhậu. Thường thường thì những cái tiệm như thế này cuối tuần đông lắm. Ở đây thì có một chỗ để mọi người giữ xe này. Đây, một khi vào trong phố đi bộ như vậy thì mọi người có thể gửi xe tại khu vực này. Hôm nay ra đây gió mát ghê luôn. Gió rất là mát, lộng luôn. Vâng, thì mọi người tới phố đi bộ như vậy thì rất là nhiều dịch vụ. Mọi người đi Grab này, taxi này, rồi đi xe công nghệ, đấy, rất là nhiều.
thoải mái. Bây giờ di chuyển lại không chỉ là trong thành phố Hồ Chí Minh mình mà là đi các cái tỉnh lân cận, đi nếu mà xa hơn thì mọi người có thể chọn đi xe khách hoặc là đi máy bay nữa. Đấy, bây giờ lưu thông thuận tiện lắm. Ui, Sài Gòn về đêm thực sự rất là lộng lẫy luôn. Bên này cũng đang tổ chức liên hoan phim quốc tế nữa. Phim sao mọi người đang đứng xem rất là đông. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đấy nhá. Đây này. Đấy. Đấy, thì liên hoan phim mình sẽ diễn ra tới ngày 13 này. Nên quý cô chú anh chị mình ai chưa tới thì tranh thủ tới nhá. Đấy, mình xem những cái bộ phim hay cũng như là xem những cái chương trình tại tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình gì mà đông quá. Show Music in Film. Xin mời tất cả quý vị hãy ổn định vị trí của mình. Chương trình sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Sau đây, những giai điệu quen thuộc từ các bộ phim nổi tiếng sẽ được gửi đến quý vị thông qua những phần trình diễn đặc sắc. Hứa hẹn sẽ đưa quý vị vào một cuộc hành trình âm nhạc đầy màu sắc và đam mê. Hãy cùng sống lại khoảnh khắc trong phim qua dòng chảy của âm nhạc. Xin kính mời tất cả quý vị.
tiếp theo. Thì mọi người thấy buổi tối này rất là sôi động với mọi người, rất là nhộn nhịp luôn tại liên hoan phim, và cũng rất là đông du khách nước ngoài tới đây nè mọi người. Ở đây thì được cái là còn có phát bia cho mọi người miễn phí để uống để chơi đêm nay, rất là nhiều cái gian hàng mà lớn ở lên trên bên trên này là những cái về cái phim mọi người, những cái bộ phim cũng như là những cái gian hàng phim mới sắp chiếu, dự kiến là trong 26 tháng 4 này sẽ rất nhiều chương trình mới. Cái cảnh đó thì chưa rõ và tươi tắn. Dạ. Và con số của mình chọn là con số 85. Ui, quá là đông. Thật sự rất là thích cho mọi người đấy. Đấy, xin trong bầu đấy. Cũng đang rót và đưa trực tiếp cho khách hàng thưởng thức luôn những cái sản phẩm mới của bên mình. Tối nay thì cực kỳ là đông. Chúng ta xuống hết và lên hết, mình sẽ đứng ra một cái. Hôm nay cho chủ khách nào? Nếu mà thử thách nữ thì anh sẽ phải vượt qua 2 phút 11. Sắp tới đây thì Hà sẽ xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị.